vùng đất Đông Nam Bộ phù hợp ra sao với cây chuối xuất khẩu? Bà con cần lưu ý gì khi bón phân để cây chuối đạt hiệu quả cao nhất về năng suất và chất lượng trong điều kiện bất lợi của thời tiết? Những nội dung này sẽ có trong chương trình Canh tác thông minh phát sóng vào ngày 24 tháng 12 năm 2023. Phân bón đầu châu, bạn đồng hành của nhà nông.